chào các bạn và các anh chị ờ, thì trong thời gian vừa qua thì vĩ cũng nhận được khá là nhiều các câu hỏi về uh, cái phần thương mại xuất khẩu thì có bạn hỏi là uh, làm sao để mua bạn là công ty thương mại làm sao để có thể bạn mua uh, hàng từ nhà máy mà không chịu thuế vat uh, thì uh, thú thật luôn là trước giờ vĩ cũng đa phần Vĩ làm uh, các công ty về uh, sản xuất không à tức là những công ty có nhà máy và mình uh, thực ra thì mình cũng có làm với những cái đối tác công ty thương mại khác, tại vì họ là mua hàng của công ty mình để xuất đi thôi. Uh, nhưng mà đa phần á thì họ lại làm cái kiểu là họ sẽ uh, đứng ra, họ nhập khẩu tại cảng đến hoặc là họ chỉ là cái bên thứ ba để họ nhận hoa hồng thôi, chứ họ không đứng uh, không đứng ra họ mua hàng hóa mình uh, ở tại Việt Nam nên nó sẽ không có cái thuế VAT đó và như vậy thì shipper vẫn là nhà máy à, tuy nhiên cái trường hợp của bạn hỏi thì à, bạn muốn gọi là mua cái sản phẩm từ nhà máy và cái tên công ty của bạn sẽ trở thành shipper à, trên cái document luôn cái cái shipping document luôn thì À, lúc này vĩ à, có đi hỏi cái chị kế toán trưởng à, ở công ty thì cuối cùng mình cũng tìm ra được câu trả lời đó là à, cái đáp án gồm bốn từ ủy thác xuất khẩu. ok à, như vậy thì vĩ với các anh chị sẽ cùng nhau tìm hiểu là ủy thác xuất khẩu nó là như thế nào à, rồi mình sẽ đi vào phần à, chia sẻ hôm nay luôn ha ủy thác xuất khẩu thì cái bài chia sẻ của vị sẽ gồm có 4 phần. Thứ nhất đó là mình sẽ hiểu được hợp đồng ủy thác xuất khẩu là gì. Cái thứ hai đó là tại sao lại mình cần phải sử dụng cái ủy thác xuất khẩu này. À, phần số 3 đó là quy trình thực hiện ủy thác xuất khẩu à, cơ bản và cuối cùng đó là thuế và phí. À, thực ra nó có cái mục số 5 nữa các anh chị, đó là cái hợp đồng xuất khẩu à, mẫu để các anh chị có thể tham khảo. Rồi cái phần hợp đồng xuất khẩu ủy thác này uh, nó sẽ có hai bên các anh chị một là bên ủy thác và thứ hai đó là bên nhận ủy thác uh, trong đó cái bên nhận ủy thác họ sẽ đứng ra họ xuất khẩu hàng hóa và sản phẩm ra nước ngoài thay cho bên ủy thác theo thỏa thuận giữa hai bên về giá bán về uh, mức phí uh, và thành ra thì cái uh, trên chứng từ xuất nhập khẩu tức là shipping document đó thì cái người đứng tên trên bộ chứng từ chính là uh, cái bên nhận ủy thác thì chút xíu nữa mình sẽ đi vào quy trình thì các anh chị sẽ dễ thấy hơn ha rồi cái lợi ích của ủy uh, thác xuất khẩu này là gì thì nó sẽ có uh, mình sẽ nghiên cứu cả hai bên luôn về phía bên ủy thác bên ủy thác thì có thể nó là nhà máy hoặc là uh, những cái công ty mới mà họ chưa có kinh nghiệm uh, trong giao dịch hoặc là bán hàng quốc tế với khách nước ngoài hoặc là họ không có khả năng họ tìm khách được mà họ phải dựa vào những cái công ty khác công ty thương mại chẳng hạn để tìm khách uh, rồi hoặc là những cái đơn vị mà họ không có tư cách pháp nhân và không thể tự đứng ra thực hiện cái việc xuất khẩu hàng hóa được mà phải, dựa, uh, phải dùng một cái đơn vị uh, thứ ba để họ đứng ra họ đứng trên cái bộ chứng từ để họ xuất khẩu đi đó là về cái lợi ích của bên ủy thác ha còn về bên nhận ủy thác thì vì sao bên nhận ủy thác phải sử dụng cái loại hình này đó là bên nhận ủy thác có thể là những cái doanh nghiệp thương mại không tự sản xuất nhưng họ muốn đứng tên shipper trên bộ chứng từ và uh, dĩ nhiên thì họ không muốn trả cái thuế uh, Gọi là thuế giá trị gia tăng khi mà mua nội địa Bình thường cái thuế đó khoảng 10% các anh chị uh, Thứ hai đó là những cái công ty dịch vụ Logistics Hoặc Forwarder họ muốn cung cấp cái dịch vụ uh, Xuất khẩu y thác này để họ có thể uh, Lấy cái phí dịch vụ này Rồi, cái quy trình xuất khẩu y thác này thì Uh, các anh chị dòm vào quy trình này mình sẽ dễ hiểu hơn so với việc mình chỉ đọc lý thuyết suông ha. Uh, ở đây thì mình sẽ có là seller và buyer, tức là người bán và người mua ha. Thì người bán đây có thể người bán này là một công ty thương mại các anh chị. Uh, người bán là một công ty thương mại và họ không có tự sản xuất hàng. ha nhưng mà họ sẽ đứng tên trên cái bộ chứng từ xuất khẩu họ tìm được khách hàng là ông buyer này ha và hai bên sẽ ký cái hợp đồng sale contract hợp đồng ngoại thương để mua bán hàng hóa tức là bên seller sẽ giao hàng hóa cho bên buyer rồi như vị có trao đổi trước đó thì seller là một công ty thương mại thì họ sẽ không không có hàng hóa mà họ sẽ sử dụng hàng hóa của producer là một cái nhà máy Sau đó thì uh, ông seller này, ông công ty thương mại này Ông sẽ ký một cái hợp đồng ủy thác với producer uh, Thay vì ký một hợp đồng mua bán thì họ sẽ ký một hợp đồng ủy thác à, Trong đó quy định cái gì? Trong đó quy định là bên ủy thác chính là producer, tính là nhà máy và bên nhận ủy thác chính là seller và uh, cái phần về uh, quy cách sản phẩm này, uh, về thời gian giao hàng này, về uh, price về giá cả này sẽ được quy định rõ trong cái hợp đồng ủy thác này luôn. Uh, thì nó sẽ tương ứng với hợp đồng sale contract giữa seller và buyer uh, giữa cái công ty trading đó ký với lại khách hàng cuối cùng của mình thì nó sẽ tương ứng để làm sao mà khi mà uh, cái bên ủy thác này, bên ủy thác tức là cái nhà máy họ sẽ có trách nhiệm là họ giao hàng ra cảng luôn các anh chị, họ giao hàng ra cảng luôn uh, và cái bên nhận ủy thác này chỉ việc là thực hiện cái phần thủ tục hải quan cũng như là các chứng từ xuất nhập khẩu thôi về uh, về cái phần quản lý hàng hóa này về cái trách nhiệm của hàng hóa về chất lượng hóa thì cái bên ủy thác sẽ chịu trách nhiệm đây bên producer họ sẽ cung cấp cái tài liệu chứng từ liên quan để anh chi của cái xa hàng hóa của sản phẩm của họ đó để cho cái bên nhận ủy thác họ sẽ làm chứng từ xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan cho lô hàng ngược lại thì cái bên producer này họ sẽ uh, có trách nhiệm về cái sản phẩm họ bán cho khách hàng cuối cùng, trách nhiệm về chất lượng, ha và nếu mà có phát sinh về uh, khiếu nại về chất lượng hàng hóa hoặc là những cái yêu cầu khác về những giấy tờ liên quan đến nhà máy sản xuất thì bên producer này sẽ phải có trách nhiệm cung cấp và khi mà uh, cái ông Ờ, bên nhận ủy thác này họ làm xong thủ tục hải quan rồi thì hàng hóa sẽ được vận chuyển ra cảng và sẽ giao hàng tới cho buyer. Lúc này ông buyer ổng sẽ trả tiền. Hoặc là trả tiền trước gì đó tùy vào cái phương thức thanh toán hai bên thỏa thuận ha. Nhưng mà trả tiền lúc này trả tiền cho ai các anh chị? Trả tiền thẳng cho bên nhận ủy thác chứ không phải là trả tiền cho producer. Và sau khi mà ở bên nhận ủy thác nhận được tiền rồi ha thì họ mới trả tiền ngược lại cho producer sau khi đã trừ cái uh, cái phí gọi là phí ủy thác thì ở đây mình có thể sử dụng phí ủy thác hoặc là cái phí hoa hồ hồng gì cũng được đây mình sẽ qua tiếp cái phần thuế và phí uh, phí ủy thác hay gọi là phí uh, là phí dịch vụ ủy thác hay mình cũng có thể gọi là hoa hồ hồng ủy thác luôn thì ở đây có thể áp dụng cho những công ty thương mại họ họ không tự đứng không tự sản xuất mà họ mà họ bán cho khách hàng và họ ăn cái phí này đối với lại cái nhà sản xuất hay là những cái nhà máy trong trường hợp mà mình sử dụng cái ủy thác xuất khẩu thì thuế giá trị gia tăng sẽ bằng 0% các anh chị và điều kiện áp dụng để được thuế 0% này thứ nhất là các anh chị phải có hợp đồng ủy thác xuất khẩu Uh, với lại nhà máy Với lại producer Với lại uh, bên uh, ủy thác ha. Thứ hai đó là Các anh chị phải Có được chứng từ thanh toán Hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng Và các chứng từ khác Chứng từ khác liên quan đến lô hàng Và thứ ba Đó là phải có tờ khai hải quan Theo luật Đó là điều uh, khoảng 2.16 Theo thông tư 219 năm 2013 thì cái này là những cái rất cơ bản của bộ uh, liên quan tới bộ chứng từ xuất nhập khẩu thì nếu mà mình làm uh, ủy thác xuất khẩu thì mình đều có thể cung cấp được nên cái phần thuế 0% là chắc chắn mình sẽ đạt được các anh chị rồi uh, phần cuối thì vị sẽ uh, cũng sẽ chia sẻ một cái uh, mẫu hợp đồng ủy thác xuất khẩu thì các anh chị có thể gõ vị xuất nhập khẩu.com các anh chị sẽ ủy thác xuất xuất khẩu ha thì mình có thể đao về để mình tham khảo hoặc là mình có thể dùng làm form mẫu để áp dụng cho cái sản phẩm uh, của công ty mình mình vậy sẽ cũng sẽ để lại cái đường link uh, cái phần hợp đồng mẫu này để các anh chị uh, trong phần mô tả để các anh chị có thể uh, bấm vào để xem dễ dàng hơn ok như vậy là cũng kết thúc cái phần chia sẻ uh, trong buổi ngày hôm nay hy vọng là nó sẽ hữu ích đối với các anh chị và những bạn làm trong cái cộng đồng xuất khẩu của mình uh, và cũng như thường lệ thì nếu mà các anh chị thấy video hữu ích hãy bấm uh, like để lan tỏa cái video này uh, đến nhiều bạn biết hơn nữa và bấm subscribe để uh, mình có thể nhận được những cái thông báo video mới nhất hàng tuần uh, và cuối cùng thì chào tạm biệt uh, hẹn gặp lại các anh chị trong những video lần sau bye bye